bỏ qua những cái lướt tới si mị truy tới. Diệp thần chui vào tầng 6 cửa. Ngoại trừ Diệp thần, Ali tiểu dực nhất khối. Diệp thần tổ hạ làm cái yêu thú cùng Diệp mông người tìm tòi hạ địa quỳnh đâu. Tới tầng 3 cũng có một cái tầng thu hoạch, nhất là Diệp mông cùng Diệp tuyền. Tại hai tầng bên trong phát hiện ra mấy thần bí bảo vật là bàn, không biết tác dụng gì. Diệp thần liền lại để cho Diệp mông cùng Diệp tuyền chính mình đảm bảo. Một cái đoàn người hạ địa quỳnh nâu về tới tinh điện. Diệp thần huynh đệ, có phát hiện gì không? Thông thiên sư vương dùng hồn niệm truyền tới tin tức đối với cái này cực kỳ quan tâm chuyến đi. Hồn tú tú triều nơi đây quả nhiên cùng thiên nguyên cổ thành có quan hệ. Hồn tú chính là thiên nguyên cổ thành cường giả thuần tú. Thiên nguyên cổ thành thực lực bất khả chắc. Các bạn không phải chúng ta có thể đối kháng. Xem ra muốn theo ngọn nguồn bóp tắt hồn tú là không thể. Muốn tạo loạn thế sống sót chỉ cần liều lĩnh tăng thực lực bản thân. Diệp thần trầm trọng nói, trong ánh mắt hiện lên một cái tia kiên định chi sắc. Mặc kệ hồn thú thú triều tới có nhiều hung mãnh, hắn đều là muốn lấy tộc nhân mang theo tinh điện chung một chỗ sống. Ân đã không có cách nào truy ra nơi phát, chỉ có thể thế. Thông thiên sư vừa cũng là thanh âm trầm thấp, đó không phải tin tức tốt, lại cũng không thể tránh. Ta tại hạ địa quỳnh lâu bên trong phát hiện một ít linh bảo đan dược, một bộ phận để cho mình võ Nhiếp Thanh Vân bọn người phân phát xuống dưới, mặt khác một bộ phận tựa do sư vương phân phối. Diệp thần đạo, gần đây thương lan nhất mạch bên kia có tin tức không? Vừa mới nhận được tin tức, thương lan nhất mạch chỗ địa phương bị hồn thú thú triều mãnh liệt tập kích, bình thường đệ tử chết thương thảm trọng. Bọn hắn mới rời nhập trung ương đế quốc một chỗ bên trong thành trì, mới được vừa vặn dàn xếp xuống. Tạm thời không có dư thừa tinh lực đối phó chúng ta. Ấn thế cũng tốt. Diệp thần nhẹ gật đầu. Thương lan nhất mạch không sạch đối phó tinh điện. Tinh điện chính là dễ dàng thừa dịp trong thời gian này tăng thực lực bản thân. Hiện tại bọn hắn cần nhất chính là thời gian. Xem tinh điện sự tình an bài thỏa đáng, Diệp thần xuất ra đạn đại lăng, đưa cho mình tinh thần hạch tâm, bắt đầu hấp thu thượng diện tinh thần chi lực. Tinh thần hạch tâm bên trong tinh thần chi lực nồng độ so với bình thường tinh thần chi thạch muốn cao hơn nhiều. Cất giữ thiếp thần sau, đại lượng tinh thần chi lực tự phát địa dũng mãnh tiến vào thân thể, để cho Diệp thần thần thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến độ tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, lập tức bắt đầu trùng cách vô thủy cảnh tứ trọng. Đạo đại lăng có được tinh thần hạch tâm về sau, tiến độ tu luyện quả thực nhanh dọa người. Không biết còn có bao nhiêu người nhận được tinh thần hạch tâm. Không biết cái kia rơi vào cực bắc chỉ địa khối tinh thần hạch tâm cụ thể là cái gì vị trí. Có cơ hội nhất định phải thăm dò thoáng qua. Cái kia tinh thần hạch tâm phiêu phù ở Diệp thần phía trước. Một cái cỗ tinh thần chi lực dung hợp vào trong Diệp thần thân thể. Chấn ma trung cùng chấn thiên địch lơ lửng tại Diệp thần quanh người. Minh hoàng đại lưng lóe ra nhẫn như hiện ánh sáng chói. Bất luận thân thể, huyền khí hay thần hồn đều đã không ngừng tăng cường lấy. Ngay tại Diệp thần cố gắng tu luyện chi tế, một cỗ cực kỳ cường hoành thần bí khí tức đột nhiên theo cực xa phương trùng kích mà tới. Thần hồn tự chủ không được sản sinh trận trận chấn động. Diệp thần lòng nghiêm nghị khiếp sợ vạn phần. Cỗ hơi thở này quá bất cường hoành, lại là cho người ta không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Không biết nặng phương đạo phát ra, càng là không biết là địch hay bạn. Bảo vệ tay ở trong không gian tinh thần thủy tinh có chút phản ứng. Tần lập tức lấy ra kéo bàn tay, chỉ thấy tinh thần thủy tinh như ẩn như hiện hảo quang. Từng đạo quang ảnh tại tinh thần thủy tinh bên trong chớp động. Rất nhiều thế lực cử động nhóm đối thoại. Các người cảm thấy sao? Hắc hỏa bảo báo nghe tộc tộc trưởng lo lắng hỏi thăm. Các người chỗ đó cũng cảm thấy. Đó là cái gì? Lôi nhai trưởng giáo vạn phần nghi hoặc, giọng tràn đầy sầu lo. Các cái cường giả khí tức chấn động, xem ra tất cả mọi người bao phủ khu vực to lớn như thế. Cái này cảnh giới chỉ sợ ít nhất là thần hải cảnh. Chuyến thần đường, một cái vị thái thượng trưởng lão trưởng ngầm nói. Chẳng lẽ chấp pháp điện mà vị điện chủ lên cấp hoặc lôi thú nhất mạch bệ diệt? Coi như chấp pháp điện mà vị trưởng lão hoặc lôi thú nhất mạch bệ diệt tấn giai thần hải, khẳng định không cách nào đạt tới trình độ này. Ít nhất là thần hải ngũ trọng phía trên. Nghe nói ta tới thần hải cảnh về sau có thể
cho thần hải bao phủ phương viên mấy vạn dặm ngoài khu vực. Thần hải chi lực so với lĩnh vực chi lực còn là mạnh mẽ hơn nhiều. Thần hải, đó là vô số cự đầu tha thiết mơ ước cảnh giới, cũng chính là bọn hắn theo không kịp cảnh giới. Thế lực khắp nơi cự đầu đều là cảm thấy có chút khủng hoảng. Bọn hắn chính giữa thực lực người mạnh nhất cũng không có đáng là linh vọng cảnh. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái thần hải cảnh ngũ trọng của đá hoài cường giả, có thể không hề nghi ngờ đơn giản bọn chúng tất cả toàn bộ bị diệt sát. Những cự đầu này cũng không dám truy tung cái kia, khí tức hơi thở phát ra và nhất chọc giận cái vị siêu cấp cường giả, hậu quả phi thường khủng bố. Cô hơi thở này chấn động đột nhiên nhạt nhòa, sớm hoàn toàn không xuất hiện. Hắn thu hồi khí tức, không biết vị kỳ cường giả nào có ý đồ gì, là muốn nói cho chúng ta biết sự hiện hữu của hắn sao? Phần đông cự đầu trong nhóm nghị luận nhào nhào. Vốn là đông đại lục khắp nơi siêu cấp thế lực, một bên trong tất cả còn có ngạo khí lẫn nhau thanh âm, âm thầm giúp nhau phân cao thấp, nhưng mà cảm giác được thế này cái cổ cường giả khí tức là trộm mệnh à. Về sau nguyên một cái đám lội tầm sợ hãi không thôi. Tha thiết nhận thức sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý. Sau khi trở về đều là quả tốt riêng phần mình đệ tử, tuyệt đối không thể trêu vào vị kia cường giả. Tại thảo luận hồi sau, tinh thần thủy tinh bên trong quang mang lúc này mới phai nhạt. Sư gia, tôi cảm nhận được vừa rồi có hơi thở tới sao? Diệp Thần lo lắng mà hỏi thăm. Sư gia nhíu mày nói, thân hải cảnh đoán trưởng ít nhất là cửu trọng đã bên ngoài. Bất kể là chấp pháp điện, cái kia ba cái hay là lôi thú nhất mạch hải yêu nhất tộc đều không có cường giả như vậy. Không biết từ đâu tới, vừa rồi cử động quán có lẽ là nhìn qua toàn bộ đông đại lục đến bậc nhiều cao thủ bên trong, cần kề chỉ là phóng xuất một tia khí tức, sẽ biết toàn bộ đông đại lục có bao nhiêu cao thủ. Dâm thần nội tâm dùng mình, các kia thần hải cảnh cường giả không khỏi quá cường đại. Thần trên biển còn có hữu thần huyền, thần huyền cường giả cường đại trình độ nào? Nếu quả thật đụng tới thần hải cảnh cường giả, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hay vẫn không cần lo nhiều như vậy, truyền tâm tăng thực lực của bản thân mới là điều cần nhất. Sư gia đạo, hắn đối với cái này cũng không có thập phần để ý. Diệp Thần khẽ gật đầu. Mới xuất hiện chính là cái kia thần hải cảnh giới cường giả, cũng không có trắng trợn giết chóc. Bằng không hắn tựa như không có thu hồi khí tức mà làm phóng xuất ra thần hải. Một khi phóng xuất thần hải, bên trong thần hải phạm vi người tất cả chết không nghi ngờ. Đông đại lục thật lâu không xuất hiện thần hải cảnh giới cường giả, hẳn là cái kia thần hải cảnh cường giả từ địa phương khác, ví như là Thiên Nguyên Cổ Thành. Diệp Thần nhíu mày, lòng hắn càng có một loại áp bức. Phải là phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên. Cái kia thần hải cảnh cường giả khí tức là trôi qua tức thì, không có xuất hiện qua, tinh điện hết thảy là bình thường. Diệp Thần không ngừng hấp thu tinh thần hạch tâm bên tinh thần chí lực, tinh điện mặt khác cường giả cũng hăng hái tu luyện. Bọn hắn ngẫu nhiên sẽ ra ngoài dò xét một phen, sàn giết yêu vương cấp hồn thú trở lại, đảm bảo tinh điện bên cạnh an toàn. Lại qua 5 ngày, Diệp Thần rốt cuộc nhận được tiểu bưu chuyển đến một cái tia tin tức, làm cho chỗ ngồi dốc lòng tu luyện Diệp Thần bỗng đứng. Tiểu bưu tìm được cái trọng thương kia, nhờ hơi thở cuối cùng của thị huyết kim giáp. Trước đây bệ diệt dẫn người vây quét cái con thị huyết kim giáp, thiếu một ít liền thành công đem nó đánh chết. Nhưng thị huyết kim giáp tại lúc sắp chết thi triển bí pháp đào thoát khỏi bệ diệt đuổi bắt. Từ đó về sau thị huyết kim giáp này không biết tung tích, mà hiện tại bị tiểu vư phát hiện. Tiểu vư truyền tới tin tức thị huyết kim giáp địa phương khoảng cách nơi này ước chừng 5.000 cây. Hơn nữa là trọng thương hơi thở cuối cùng, nếu như thị huyết kiếm giáp thực lực không bị suy yếu bao nhiêu, Diệp Thần quả quyết không dám ra tay. Linh vọng cảnh thực lực cấp bậc đối với trước mắt hắn mà nói là chênh lệch quá lớn, nhưng mà thị huyết kiếm giáp lập tức sẽ chết, hắn vẫn là thích đi nhằm cái tiện nghi này. Mặc dù đem thị huyết kiếm giáp này giết chết, dùng hắn bản thân linh vọng cảnh thực lực khởi xướng cuộc tới là tương đương khủng bố. Diệp Thần cùng thông thiên sư vương bọn người một tiếng, mang theo Ali lăng không thi triển bôn lôi thiệp, hướng thị huyết kim giáp chỗ phương hướng bay vút. Su, Diệp Thần thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối chân trời.
Chương 691 Cường giả thần hải phần 1. Qua một lát sau, Diệp Thần phát hiện gần một ngọn núi, thần hồn kéo dài cách chương 10 dặm là một con thị huyết kim sáp nằm ở sơn cốc kéo dài hơi tàn. Trên người phủ đầy vết thương, thực lực bệ diệt rất mạnh, tạo thành thương tổn khó chuyển tới thị huyết kim sáp. Thị huyết kim sáp miễn cưỡng bảo trì thần trí thanh tỉnh, xung quanh có hồn thú qua lại. Nhưng nhìn thấy thị huyết kim sáp, cả đám no sợ quỳ xuống. Thường cách một đoạn thời gian, có mấy con hồn thú tự chủ đi tới chỗ thị huyết kim giáp. Thị huyết kim giáp dùng chân trước như là răng cưa đưa qua, xoắn giết mấy con hồn thú ăn tươi. Tuy ăn là bổ sung năng lượng, nhưng vết thương trên người thị huyết kim giáp không ngừng đổ máu. Miệng vết thương khép lại cực kỳ chậm chạp. Nếu như mình không tới, dùng sinh mệnh lực cường hãn thị huyết kim giáp kiềm chỉ qua lửa tháng không có vấn đề. Tới lúc đó hoặc là chết mất, hoặc là vết thương khép lại trở nên cường đại hơn. Xèo xèo. Ali phất chân trước Diệp Thần, mắt hiện vẻ lo lắng. Ali, ý ngươi là nó quá cường đại, không nên mạo hiểm. Diệp Thần nhíu mày, còn thị huyết kim sáp này sắp tới đoạn đường cuối, Ali vẫn cảm thấy mình không cách nào giết nó. Ali gật gật đầu. Diệp Thần trầm ngâm một lát, hắn biết rõ trực giác Ali phi thường nhạy cảm. Con thị huyết kim sáp tuy bản thân bị trọng thương, dù sao là siêu cấp hồn thú linh vọng cảnh, lúc sắp tết chết thoát khỏi tay cao thủ như bệ diệt, kỳ thực lực không đơn giản. Còn thị huyết kim giáp này vẫn có một ít bị pháp bảo vệ tính mạng. Nhìn qua thị huyết kim giáp kéo dài hơi tàn, quay đầu rời khỏi thì Diệp Thần không cam lòng. Còn có hai lựa chọn, một là mình tự ra tay đánh chết nó, mặt khác nói là vị trí thị huyết kim giáp cho cường giả khác biết. Nếu như nói cho họ biết thi thể thị huyết kim giáp có phần quán sao, nên lựa chọn thế nào? Dùng thực lực của mình làm gì được thị huyết kim giáp sao? Trên mặt trùng có thể đem hắn trấn trụ không? Trên bờ vai dáng vẻ Ali thập phần lo lắng. Diệp Thần minh bạch, mình không thể đơn giản mạo hiểm. Vạn nhất trấn mặt trùng trấn không được, dùng thực lực mình sợ rằng không cách nào thoát khỏi thị huyết kim giáp truy kích. Trời mặc hối lo, đầu Diệp Thần đột nhiên một đạo linh quang hiện, có biện pháp rồi. Diệp Thần tay phải khẽ động, ngừng hóa ra một cái thanh huyền khí phi đao. Chỉ có huyền khí phi đao mới có thể làm bị thương thị huyết kim giáp. Tấn chất tới vô thì cảnh tam trọng, huyền khí phi đao của Diệp Thần có thể bay lớn 1.000m xa cách. Tuy phi khoảng cách càng xa, uy lực phạm vi càng yếu, nhưng mà coi như không tệ. Nói không chừng có thể thử công kích thị huyết kim giáp từ xa. Ali ta có biện pháp có thể đánh chết thị huyết kim giáp. Diệp Thần thi triển bộ nội thiệp nhanh chóng tới vị trí thị huyết kim giáp. Tay trái khẽ động lấy hương nan kiếm. Diệp Thần cách khoảng cách thị huyết kim giáp càng gần, không sai biệt khoảng 2.000m. Trước kia thời điểm bên ngoài sau huyệt thị huyết kim giáp, Diệp Thần biết phát hiện thị huyết kim giáp ai hiệu nhất là cận thân tác chiến. Đối với xa năng lực cảm giác không phải là rất cường. Thủy linh kiếm trận, đạo đạo thương lan kiếm ảnh chống rỗng hiện. Diệp Thần tấn chức vô thủy cảnh, thúc sục thủy linh kiếm trận có thể tùy thời tế ra 60 đạo bóng kiếm. Những bóng kiếm tất cả hướng về hướng thị huyết kim giáp kích xa mà ra. Diệp Thần tay phải ngưng hóa huyền khí phi đao sư sư. Lục đạo huyền khí phi đao biến mất trong bóng kiếm thương lan kiếm, hướng thị huyết kim giáp bắn đi. Bắn ra huyền khí phi đao, Diệp Thần lập tức bên cạnh ẩn nấp. Ali phun ra nuốt vào, sương trắng đem khí tức Diệp Thần hoàn toàn xóa. Còn thị huyết kim giáp kia nằm ở sơn cốc nghỉ ngơi, mắt nó màu đỏ tươi như là đèn lồng thật lớn, nhưng mà thâm thúy vô cùng. Khi nó cảm giác được cỗ sát khí đập vào mặt, bỗng lăng không mà lên, cảnh giác hướng bầu trời nhìn. Chỉ thấy từng đạo bóng kiếm hướng nó kích xạ tới. Khi tức trên thương lan kiếm ảnh kia thật là nhỏ yếu muốn chết. Thị huyết kim giáp có chút phẫn nộ, khi nó trọng thương ngay cả nhân loại nhỏ yếu như vậy cũng dám khiêu khích mình sao? Huyền khí phi đao không có bất kỳ khí tức, biến mất trong thương lan kiếm ảnh. Chứng kiến thương lan kiếm ảnh kích xạ tới, mắt thị huyết kim giáp hiện lên một tia phẫn nộ khinh thường, vùng trần trước hình dáng răng cưa rầm rầm. Từng đạo thương lan kiếm ảnh va chạm bên ngoài cứng rắn sắc thị huyết kim giáp, nhào nhào lộ ra, không có đối nó tạo thành tổn thương chút nào, cái cả gãi ngứa cũng là gãi nhẹ. Thị huyết kim giáp cuồng ngạo vô cùng, trong cổ họng phát ra tiếng hô trầm thấp, mắt là danh dụng lấy lộ khí. Nhân loại vô thủy cảnh nhỏ bé cũng muốn tới mạo phạm uy nghiêm của nó, quả là muốn chết.
Đáng lúc này dị biến phát sinh, chính giữa những cái thương làn kiếm ảnh rõ ràng ẩn hàm lục đạo phi đao. Phốc phốc, một đạo lại một đạo phi đao sắc bén xuyên qua thị huyết kim giáp, cột máu xì ra, máu tươi nhuộm hồng cả đất. Thị huyết kim giáp lập tức phát ra thanh âm thống khổ gào thét cuồng bạo, thân thể mất đi cân đối, thân thể gượng lấy bay lên không trung, tự chủ hướng lọng núi bay xuống rơi. Oành, thị huyết kim giáp đều là kêu thảm, đem trọn đỉnh núi nện bình, nhấc lên khói bụi đầy trời. Thị huyết kim giáp căn bản nghĩ không tới tồn tại bị nó cả sâu kiến rõ ràng có thể làm nó bị thương. Địa phương bị huyền khí phi đao xuyên, toàn bộ nghiền nát tới rối tinh rối mù, ngay cả kinh mạch cũng nát bấy. Huyền khí phi đao kia đúng là không hề trở ngại sinh sinh đem nó xuyên thủng. Thị huyết kim giáp nằm sấp trên phế tích bụi bặm, phát ra tiếng gầm rú không cam. Vốn là thị huyết kim giáp cũng tới bờ biển sinh tự dãy giụa, huyền khí phi đao của Diệp Thần càng là đối với nó tạo thành tổn thương chí mạng. Thừa dịp nó bệnh muốn mệnh, nếu không có tranh thủ thời gian giết thị huyết kim giáp, vạn nhất thị huyết kim giáp lại dùng phương pháp thoát đi, cái kia là muốn bắt được là khó khăn. Diệp Thần ý nguyên cảm thấy cẩn thận không tới gần, đứng xa 2000m, hiệu chỉnh mục tiêu thế ra thủy linh kiếm trận ngừng hóa ra đạo đạo huyền khí phi đao giấu ở trong bóng kiếm, hướng vị trí thị huyết kim giáp vọt tới. Nếu như thị huyết kim giáp không thi triển thuấn di bí pháp, đừng có mơ đào thoát. Tiểu vưu trên bầu trời ngoại mấy chục dặm qua lại tuần tra tới, nếu như thị huyết kim giáp đào thoát, dùng tốc độ tiểu vưu lập tức truy tung tới. Chương 692 Cường giả thần hải phần 2. Diệp Thần đang ở bầu trời ngoài 2000m, đối với vị trí thị huyết kim giáp mãnh liệt bắn huyền khí phi đao, lập tức lại một lớp bóng kiếm đánh úp lại. Thị huyết kim giáp cào thét một tiếng, mặt ngoài thân thể nó nổi lên một cái vầng hào rực chói mắt, một đạo cấm chế như tận nước đem nó bao phủ bên trong. Phốc phốc, thế nhưng mà huyền khí phi đao kia quả thực là vô kiên bất tồi, không hề trở ngại đột phá cấm chế, rắn rắn chắc chắc đâm vào người thị huyết kim giáp. Ở bên trong đình tài tiếng anh minh thê lương, thị huyết kim giáp từng đạo cột máu phun rũng. Thị huyết kim giáp cho rằng thi triển cấm chế bí pháp ngăn được huyền khí phi đao của Diệp Thần, nghĩ không tới nó quá đơn giản. Huyền khí phi đao của Diệp Thần đơn giản có thể xuyên thủng cấm chế. Diệp Thần vòng quanh thị huyết kim giáp bay vút từng cái phương hướng, dùng huyền khí phi đao đối với thị huyết kim giáp tiến hành bắn mãnh liệt. Hỏa lực kinh khủng kia bất luận kẻ nào thấy cũng phải sợ, vì không cho thị huyết kim giáp có một cái tia phản kháng. Ở trước khi không có xác định thị huyết kim giáp tử vong, hắn không có đình chỉ sử dụng huyền khí phi đao đạo kích. Ở dưới đả kích như mưa to cuồng mãnh, thị huyết kim giáp toàn thân là huyết, trên người vô số lỗ máu, máu tươi vẫn tuôn ra. Nó vô lực vì hành trên mặt đất điên cuồng dãy giụa, rời bình mấy cái chục ngọn núi xung quanh. Cuối cùng thanh âm của nó vẫn chậm rãi nhỏ xuống, trở nên hơi thở mong manh, nằm sấp trên đất không thể nhúc nhích. Thị huyết kim giáp sắp chết, nhưng Diệp Thần không có đình chỉ công kích, thần hồn gắt gao tập trung thị huyết kim giáp như có loại linh vọng cảnh siêu cấp hồn thú. Ở trước khi xác định nó đã tử vong, Diệp Thần không mạo muội tới gần, xa xa lăng không mà đứng, dùng xác định sinh mệnh ký thức thị huyết kim giáp hoàn toàn nhạt nhòa. Lúc này Diệp Thần mới thở dài một hơi, linh vọng cảnh hồn thú cứ như vậy là bị chết dưới hắn viễn trình đả kích, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm cùng lo lắng. Xem ra trước khi gặp nhiều động não vẫn là tương đối có tất yếu. Diệp Thần mỉm cười, thần hồn trên người thị huyết kim giáp đạo ca, trên người thị huyết kim giáp rậm rạp chằng chịt nguyên một đám lỗ thủng, nhưng Diệp Thần còn không có đơn giản tiếp cận. Vạn nhất thị huyết kim giáp hồi quang phản chiếu sắp chết một kích, dùng thực lực linh vọng cảnh đủ cho hắn chí mạng, hắn hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ một đát, một hồi nữa gặt hái cũng được. Đột nhiên tầm đó Diệp Thần cảm giác hồn niệm ký tức của mình một hồi chấn động, nội tâm dùng mình. Thời điểm quay đầu phát hiện ra một người mặc tử ma chiến giáp lặng yên không tiếng động xuất hiện sau hắn.
Lồng tờ trên người Diệp Thần bị dựng, người này cơ hồ là không hề báo hiệu xuất hiện phía sau hắn. Nếu đối phương ra tay, mình sợ rằng đã mất mạng. Nhưng mà đối phương là không có lập tức động thủ. Cái kia mình có tạm thời gặp nguy hiểm. Diệp Thần an định nhìn đối diện, chỉ thấy đối phương hoàn toàn biến mất ở trong tự ma chiến giáp, căn bản không thấy tướng mạo. Tự ma chiến giáp trên người xem như có chút bất phàm, toàn thân che kín gai nhọn dữ tợn, trận trận lôi quang nhấp nhánh. Cùng Diệp Thần tầng 6 hạ địa quỷ lâu chứng kiến năm bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp kia không sai biệt, có thể là lôi hệ nhân phẩm cấp tự ma chiến giáp. Diệp Thần tiểu tử không nên ra tay, đối phương là thần hải cương giả. Thanh âm sư gia truyền vào óc Diệp Thần mang theo tia đề phòng. Thần hải cảnh cương giả, đối phương đột nhiên xuất hiện, ý đồ là gì? Chẳng lẽ vì thi thể thị huyết kim giáp, đối phương muốn thị huyết kim giáp thi thể? Cách kia mình chỉ có thể là chấp tay nhường, bất kể thế nào trước bảo vệ tính mạng là tốt. Diệp Thần đề phòng lập ở hư không, cùng thần huyết cường giả kia rằng có mà đứng. Giữa hai người bảo trì trầm mặc, hào khí trong khoảng thời gian ngắn có vài phần áp lực. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Trầm mặc hồi lâu vẫn là Diệp Thần phá vỡ yên tĩnh, mở miệng thăm dò. Ha ha, tiểu tử thú vị. Thần bí cường giả mặc tử ma chiến giáp cuối cùng mở miệng, thanh âm có vẻ khàn giọng, nghe ngữ khí của hắn tựa hồ không ác ý. Ngươi yên tâm, một cốt thi thể linh vọng cảnh thị huyết kim giáp ta không đặt trong mắt. Không phải vì thị huyết kim giáp mà tới. Cái kia là vì gì? Tựa hồ nhìn Diệp Thần nghi hoặc, người kia nói. Người ngừng hóa huyền khí phi đao rất có ý tứ, ta bất quá là sang đây xem. Lại là vì huyền khí phi đao mà tới. Như thế Diệp Thần đã không đoán được người này đến cùng có ý đồ gì. Nội tâm Diệp Thần vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Ta là Thiên Nguyên Thành hành giả của đáng nghiêm hải. Người nọ ở không trung bước ra vài bước, thong dong giới thiệu đánh giá Diệp Thần vài lần. Người trẻ tuổi, thiên phú không tệ. Trước kia ta dùng thần hải dò xét thiên phú cường giả đông đại lục các ngươi, có thể được cho là không tệ. Bất quá giải rác vài trăm người, người là một trong mấy người cao cấp nhất. Cái này đúng là cường giả đi ra từ Thiên Nguyên cổ thành trong truyền thuyết. Diệp Thần có chút khiếp sợ, nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm. Hắn sắp vạch trần một cái tầng sương mù của thế giới này. Lòng người khẳng định rất nhiều nghi hoặc, ta có thể vì người giải đáp. Nghiêm Hải cười nhạt một tiếng, thanh âm khan giọng khẽ thở dài nói. Là thời điểm nên nói cho các người biết hết thầy. Tiền bối đến Đông Đại Lục rốt cuộc ý đồ gì? Hồn thú thú triều có hay không là bởi vì Thiên Nguyên thành mà khởi? Suy nghĩ một chút, Diệp Thần đúng là hỏi ra miệng. Mặc kệ có thể làm Nghiêm Hải tức giận hay không, dù sao bởi vì hồn thú thú triều Đông Đại Lục bị chết quá nhiều người. Cái này là phải từ thật lâu trước đây bắt đầu nói. Nghiêm Hải ngẩng đầu nhìn phương xa giống như nhớ cái gì, thanh âm lộ ra vài phần ý tứ hàm xúc xa xưa. Vạn bối rửa tai xin nghe, Diệp Thần nói. Nghiêm Hải không có lập tức mở miệng, giống như nghĩ từ bắt đầu nói, chậm mặc dùng ngữ điệu nhẹ nhàng bắt đầu tự thuật. Hỏa tinh cầu mà chúng ta ở gọi là Thiên Nguyên Tinh. Mấy chục vạn trước có một cái vị đại năng cường giả lấy được Thiên Nguyên Tinh tán thành, trở thành Thiên Nguyên Tinh tinh chủ, người kia gọi là Thiên Nguyên. Chương 693 cường giả thần hải phần 3. Nghe được hai chữ Thiên Nguyên, Diệp Thần nao nao. Vì đại năng cường giả kia hẳn chính là Thiên Nguyên tiền bối ở hạ địa Quỳnh Lâu thấy. Tinh chủ là cái gì? Phải thế nào mới gọi trở thành tinh chủ? Nghe mãi chú ý thấy thần sắc Diệp Thần biến hóa, y nguyên bất động thành sắc êm tai nói. Trên thực tế, vị trí Thiên Nguyên tinh này là ở bên trong một cái mảng cổ tinh vực. Bên trong phiến tinh vực này, Thiên Nguyên tinh không tính là mạnh nhất. Hơn nữa, chủng tộc trên Thiên Nguyên tinh cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này, là chạy nạn rời tới đây. Bởi vì khắp cổ tinh vực đều cộng đồng gặp phải một cái uy hiếp cự đại. Cái uy hiếp gì? Diệp Thần nhịn không được hỏi, là dạng gì tồn tại có thể uy hiếp khắp tinh vực mênh mông? Một cái loại ngoại vực chủng tộc, cùng loại ngoại vực chủng tộc này so sánh, các người hiện tại tào ngộ hồn thú thú triều quả thực là nhẹ nhàng. Ở dưới Thiên Nguyên tinh chủ lãnh đạo, các chủng tộc nhanh chóng sinh sôi lầy lờ, hiện ra rất nhiều siêu cấp cường giả. Nhưng mà tất cả siêu cấp cường giả minh bạch bọn hắn cuối cùng là nhất số mệnh phải là cùng với những ngoại vực chủng tộc kia chiến đấu. Vì vậy một cái hồi đại chiến mênh mông bắt đầu, vô số cường giả vẫn lạc. Nghe được Nghiêm Hải nói, Diệp Thần trong mắt
nhớ tới những cái băng điều đứng sừng sững trong hệ địa Quỳnh Lâu. Cái kia từng cái tọa băng điều trông không đến đâu đều là khối mộ bia. Cuối cùng nhất, trải qua vô số lần liệu chết đại chiến, Thiên Nguyên dẫn đầu siêu cấp cường giả đem ngoại vực chủng tộc tạm thời đuổi ra ngoài. Đây cũng chỉ là tạm thời, những ngoại vực chủng tộc kia tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này khắp tinh lực tất cả đại tinh chủ muốn triệu hồi một cái lần hội nghị. Thiên Nguyên liền đã cưỡi Thiên Nguyên Thần Vũ đi ra Thiên Nguyên Tinh. Nghĩ không tới chuyến đi này Thiên Nguyên không có trở lại. Thẳng tới Thiên Nguyên Tinh xuất hiện tinh chủ thứ hai, chúng ta xác nhận Thiên Nguyên qua đời. Bởi vì Thiên Nguyên Tinh chỉ tán thành một tinh chủ. Tuy ở hạ địa Quỳnh Lâu thấy được bằng điều Thiên Nguyên tiền bối, nhưng Diệp Thần thế nào cũng không muốn tin tưởng Thiên Nguyên tiền bối mà qua đời. Giờ nghe được người Thiên Nguyên cổ thành nói mới là không thể không tin. Nội tâm không khỏi dâng lên một cái hồi thương cảm. Nghiêm Hải dừng qua tiếp tục nói, vị tinh chủ thứ hai gọi là Tinh Huyền. Vị tinh chủ này so với Thiên Nguyên tinh chủ kia càng là cường đại hơn, mới là dẫn đầu cường giả Thiên Nguyên tinh đánh bại ngoại vực chủng tộc. Cho tới mấy trăm năm trước, ngoại vực chủng tộc tồn tại phi thường cường đại tới Thiên Nguyên tinh. Tinh Huyền chết trận, trước khi chết trận dùng nguyên thần bí pháp trọng thương đánh lui cường giả ngoại vực chủng tộc. Trước khi hắn chết, ủy thác đại năng cường giả khác ở Thiên Nguyên Thành, ở Thiên Nguyên Tinh tìm kiếm một vị tinh chủ kế tiếp. Nghe mày có chút ngựa đầu ngóng nhìn tinh không xa xôi nói, trước khi Tinh Huyền chiến chết, hắn làm rất nhiều chuyện, dùng nguyên thần bí pháp đánh lui cường giả ngoại vực. Nguyên thần trong thời gian ngắn có được lực lượng cường đại vô cùng. Hắn tự xa chuyển rời một cái quả tử tinh để nó chiết xuất oanh tới Thiên Nguyên Tinh, để cho Thiên Nguyên Tinh tất cả đại chủng tộc có tinh thần chi thạch dùng không hết, còn có tinh thần hạch tâm đỡ đến hơn 10 vị đại năng cường giả trường thanh. Đã như vậy, tại sao những đại năng cường giả kia không kế thừa tinh chủ bị? Tinh chủ bị không phải ai muốn kế thừa là kế thừa, phải đạt được Thiên Nguyên Tinh tinh hồn tán thành mới được. Tinh hồn, đúng, mỗi một quả tinh cầu có thể diễn sinh tính mạng đều có một cái tinh hồn. Thiên Nguyên Tinh tinh hồn là phi thường cường đại. Nghiêm Hải nói, đạt được tinh hồn tán thành cần trải qua nhiều chương trình, đạt được tinh chủ truyền thừa mới được. Nghiêm Hải theo lời hết thảy, đối với nội tâm Diệp Thần tạo thành rung động. Có thể nghĩ cái thế giới này hết thảy viễn siêu cường giả tương tượng, bất kể là Tinh Huyền chết xuất ngôi sao hay là tồn tại đại năng cấp, thực lực chỉ sợ nào vượt quá tưởng tượng hắn. Thiên Nguyên cổ lục cấm chế, tại sao mà tới? Vì sao Thiên Nguyên đại lục cùng với 4 tòa đại lục khác ngăn cách? Đây là vấn đề mà Diệp Thần cực kỳ quan tâm. Thiên Nguyên cổ lục cấm chế từ thời đại Thiên Nguyên liền bắt đầu tu kiến, thẳng tới thời đại Tinh Huyền mới là hoàn toàn tu kiến tốt. Cái cấm chế kia là một loại trận pháp cường đại nhất mà Thiên Nguyên nghiên cứu ra, có thể thủ hộ toàn bộ đại lục, chống cự ngoại vực chủng tộc tiến công. Sau khi cấm chế tu kiến tốt, Tinh Huyền liền đem tất cả thân huyền cường giả trở lên rời vào trong cấm chế. Người bên ngoài cấm chế kia thì sao? Diệp Thần nâng mi nhảy lên hỏi. Ở trên không Thiên Nguyên cổ lục cấm chế có vài cái tòa huyền không chi thành, theo thứ tự là Thiên Nguyên Thành cùng 9 đại tinh thành. Một khi Thiên Nguyên Thành cùng 9 tinh thành thất thủ, Đồng Xuyên, Bắc Lăng, Lam Hoàng, Tây Viêm, 4 cái đại lục hoàn toàn rơi vào tay giặc. Các cường giả Thiên Nguyên Thành lùi giữ tiến vào trong Thiên Nguyên cổ lục cấm chế. Cấm chế trên không Thiên Nguyên cổ lục tạo ra một đạo phòng tuyến cuối cùng nhất. Một khi đại chiến bộc phát, chúng ta không cách nào làm cho mọi người sống sót. Thiên Nguyên cổ lục tại nguyên không cách nào dung nạp quá nhiều nhân khẩu, hơn nữa trải qua vạn năm tiến hóa, huyết thống các chủng tộc trên Thiên Nguyên cổ lục so với 4 tòa đại lục khác cường đại hơn nhiều. Nguyên Hải bình tĩnh nói. Diệp Thần có gọi nắm chặt nắm đấm, hắn có chút minh bạch, một khi Thiên Nguyên thành thất thủ, 4 tòa đại lục xung quanh thần là con bỏ. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng mà há hốc mồm lại không nói lên lời. Dù sao hắn bây giờ là sinh tồn dưới Thiên Nguyên thành tù hộ, nếu không có Thiên Nguyên thành, bọn hắn những người này chỉ sợ sớm không tồn tại. Khôn sống mống chết, ở dưới tài nguyên có hạn, bỏ qua kẻ yếu lưu lại cường giả mới là có khả năng tiếp tục sống. Cái này rất tàn khốc nhưng là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Cho tới nay Diệp Thần mới biết được, nguyên này là ngoại trừ trung ương Thiên Nguyên cổ lục ra, 4 tòa đại lục khác đều là ở hoặc trong nguy hiểm, tùy thời có thể bị diệt vong. Vậy cái hồn thú chiều kia làm sao mà tới? Diệp Thần chậm rãi lọc nắm đấm tiếp tục nói, để Tinh Huyền các hạ an bài. Vẫn Tinh Huyền các hạ tại sao làm quyết định như vậy, chúng ta không có quyền nghi vấn.
chỉ cần chiếu theo làm là được. Kế tiếp một thời gian ngắn, hồn thú thú triều càng ngày càng hung mạnh. Trong người các ngươi chỉ có một nhóm người có thể sống sót thẳng tới khi một ít người đạt được tư cách tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Chương 694, Cường Giả Thần Hải phần 4. Bên Thiên Nguyên Đại Lục kia phái đi một ít cao thủ giám sát và điều khiển quy mô hồn thú thú triều, nhưng mà trong lúc hồn thú thú triều chúng ta không làm bất luận cử động can thiệp hồn thú thú triều, cho nên có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào năng lực các ngươi. Nghiêm Hải ngữ khí bình tĩnh như trước, thậm chí không mang theo bất luận kia tình cảm. Chẳng lẽ các hạ trơ mắt nhìn bốn cái tòa đại lục kia nhiều người vô tội chết đi vậy sao? Sau gần lần nữa nắm chặt nắm đấm, nội tâm đậy không cam. Bọn hắn bất tử trong tay hồn thú cũng sẽ chết ở ngoại vực chủng tộc chi thủ, trở thành đồ ăn của bọn ngoại vực chủng tộc. Nếu như không cách nào ở trong hồn thú thú triều sống sót, bọn hắn không còn tư cách sống. Nhưng mà có chút dừng qua, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói: trước khi tình huyền các hạ làm ra loài như vậy từng nói qua, nếu như phải có người gánh chịu tội nghiệp, vậy thì do hắn một mình chịu. Thiên Nguyên là cường giả mà tất cả con dân Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta kính trọng nhất. Nếu không phải hắn, bất kể Thiên Nguyên Đại Lục hay bốn tòa đại lục còn lại sớm bị hủy diệt vô số lần. Diệp Thần trầm mặc hồi lâu, nội tâm tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Có lẽ vị tình huyền tình chủ kia không còn lựa chọn nào khác. Muốn ở trong hồn thú thú triều sống sót mới có tư cách vào Thiên Nguyên Cổ Lục, đạt được một cái đường sinh cơ. Phải thế nào mới có thể tấn nhập Thiên Nguyên Cổ Lục? Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Nghiêm Hải. Hồn thú thú triều thế tới là hung mãnh, càng có ngoại vực chủng tộc nghìn trăm trăm, một mình hắn không cách nào cứu vớt người ngoại hành tinh, nhưng ít nhất có thể để cho tộc nhân hắn rất nhiều tình điện đệ tử đạt tư cách tiến vào Thiên Nguyên Cổ Lục. Ít nhất phải có tu vị thân hải cảnh mới có thể đạt được tiến vào Thiên Nguyên Cổ Lục. Mặt khác, tổn hao là 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ cũng có thể mua được một cái tư cách. Nghiêm Hải cảm thấy kinh ngạc nhìn Diêu Thân, vốn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này bị vẫn cùng hắn tranh luận một phen, nghĩ không tới Diệp Thần nhanh như vậy bình tĩnh lại. Muốn tới thần hải cảnh, lòng Diệp Thần căng thẳng. Cho mày, yêu cầu này quá mức hạ khắc, ngay cả mình muốn trùng kích thần hải cảnh cũng cần một cái thời gian rất dài, huống chi là người khác. Rất nhiều người căn bản không có khả năng đoạt được cảnh giới này. Muốn đạt được tư cách tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục không thể dễ như vậy. Bất quá tình huyền tinh chủ hào tốn tâm tư cho các người tăng thực lực lên cung cấp càng nhiều cơ hội. Tinh huyền tinh chủ đem bộ vận tinh thần chi thạch phân phố cho các ngươi. Các ngươi đơn giản đã tìm được rất nhiều tinh thần chi thạch, mặt khác có thi thể hồn thú, an cũng có thể củng cố tu vị. Nghiêm Hải nhìn sang thi thể thị huyết kiểm giác xa xa nói: về phần điều kiện thứ hai, ảnh kim có thể mua tư cách, đây là vì người nhà các cường giả thiết trí, chỉ cần săn giết đủ nhiều yêu vương cấp hồn thú có thể đạt được đại lượng ảnh kim cổ tệ. Cái ảnh kim cổ tệ này tôi cùng là làm được gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ảnh kim cổ tệ tựa hồ không quá đáng là kim loại đỡ đi một ít mà thôi. Đối với Thiên Nguyên Cổ Lục mà nói, ảnh kim cổ tệ thập phần trọng yếu sao? Nghiêm Hải cười nhạt một tiếng giải thích: cho tới bây giờ các người đối với hồn thú đều không có một cái nhận thức xác thực. Hồn thú xác thực là một loại hồn thú thời kỳ thái cổ không sai, nhưng hồn thú trải qua Thiên Nguyên cùng Tinh Nguyên hai vị tinh chủ cải tạo đã còn năng lực đặc thù hiếu thú, huyền thú bình thường không có, thì chúng tôi bạo hung tàn, không có một cái điểm trí tuệ, đặc thù năng lực. Lòng Diệp Thần khẽ động, ẩn ẩn một cách nghĩ, không sai, chúng có năng lực sinh tồn rất mạnh, cho dù ở tự tình hoàng vắng cũng là có thể sinh tồn được. Chúng có được thôn vệ thân thể cương đại, một khi có hồn thú tới đại lục, chúng nó điên cuồng thôn vệ, huyễn khí các loại sinh vật khoáng vật, thậm chí là đồng loại đều là đồ ăn của chúng. Sau bắt đầu sinh sôi điên cuồng lầy lợi tiến hóa, sau khi cắn nuốt sạch tất cả tài nguyên, chúng cũng sẽ biết giúp nhau thôn vệ, sau đó tiến hóa từ huyền sư thi yêu vương lại tới thái thượng. Nếu như có người không khống chế, thậm chí là xuất hiện thần huyền càng mạnh hơn, thậm chí một ít siêu cấp hồn thú. Thịt hồn thú có thể bổ sung tu bị hạch tâm kim loại của hồn thú ngưng hóa Thiên Nguyên Cổ Tệ, ảnh kim cổ tệ, thậm chí là ma kim cổ tệ cao cấp một chút là ẩn chứa một cái tia tinh hồn chi lực, có thể dùng rèn linh bảo, chi bảo, đạo khí, thậm chí là dùng để vận chuyển trận pháp.
chỉ là các người không biết nên sử dụng thế nào mà thôi. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Nguyên cổ tệ, Ảnh Kinh cổ tệ cùng Ma Kim cổ tệ là tiền giao dịch. Quyền này kêu loại trong đầu hồn thú tác dụng lớn như vậy. Về phần đạo khí là bảo vật so với đình bảo, chỉ bảo cao cấp hơn. Diệp Thần đối với bên Thiên Nguyên Đại Lục kia tràn ngập tò mò. Nghe Nghiêm Hải nói xong mới biết ngọn nguồn sự tình. Trước mắt mà nói, bước đầu tiên trước tiên ở trong hồn thú thú triều sinh tồn được là được tư cách tiến về Thiên Nguyên cổ lục. Nhưng mà hắn hiện tại ngay cả linh vọng cảnh không có đạt tới, thân hải càng là xa không chạm. Như suy đoán tới cách nghĩ của Diệp Thần, Nghiêm Hải cười nhạt. Dùng thiên phú của người vẫn có cơ hội rất lớn tiến về Thiên Nguyên cổ lục. Nghiêm Hải đối với Diệp Thần có chút thưởng thức. Diệp Thần không phải nghĩ vậy. Dù hắn có thể đi Thiên Nguyên cổ lục, nhưng mà thân nhân tộc nhân bằng hữu cạnh hắn thì sao? Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, Diệp Thần sớm sắp nhập bên trong Diệp Sa, trở thành phân tử Diệp Sa. Diệp Thần cũng không phải là người vô tình. Mặc dù thật có thể vô tình bỏ xuống bọn hắn, vậy cũng cùng truy cầu võ đạo trái ngược, về sau tu vị khó tiến. Diệp Thần lập tức cảm thấy áp lực tăng, trên người hắn gánh vác toàn bộ gia tộc cùng với vận mệnh toàn bộ tinh điện. Hy vọng có thể ở Thiên Nguyên Đại Lục thấy ngươi, Nghiêm Hải mỉm cười nói. Ta phải đi, tùy thời chú ý biểu hiện của ngươi. Vèo một tiếng, Nghiêm Hải biến mất. Thuấn di bí pháp, nội tâm Diệp Thần khẽ động. Lúc Nghiêm Hải rời đi, hắn cảm thấy một cái khắc tia không gian chấn động. Quả nhiên không hổ là thân hải cảnh cường giả, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại là lặng yên không một cái tiếng động biến mất. Chương 695, cường giả thân hải vận 5. Biết rõ tương lai hồn thú chiều càng thêm hung mãnh, nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm giác gấp gáp mãnh liệt, thả người rơi xuống, đem thi thể thị huyết kiểm giáp truyền vào không gian bao tay. Lúc này mấy chục đạo khí tức truy tung qua đều là thần tôn yêu vương trở lên, mạnh nhất nằm cái vô thủy cảnh lục trọng. Diệp Thần thi triển bốn đôi thiểm đã thoáng hiện ở bầu trời biến mất. Ước chừng một phút đồng hồ sau, thần ảnh rơi xuống. Đầu lĩnh bọn hắn là một cái trang hắn lạn da ngăm đen, trên người một ít hình xăm con báo, là hắc hỏa mà báo nhất tộc cương giả, người khác là đến từ chủng tộc bất đồng. Thuần Diễn nhìn xem bãi báo, một cái vô thủy cảnh tam trọng đối thủ cường giả nói. Hắc hỏa mà báo nhất tộc cương giả chá một chút máu liếm qua, mày nhíu lại một chỗ nói. Xác thực là thị huyết kim giáp lưu, xem vết máu này là thị huyết kim giáp đã bị tiêu diệt, thi thể bị người ta dọn. Mọi người thấy bãi máu trên đất cùng với dấu vết thị huyết kim giáp dễ dụa lưu lại, kinh hãi không thôi. Cái kẻ đánh chết thị huyết kim giáp ít nhất là linh vọng cảnh, lôi thuốc cường giả nhìn dấu vết phụ cận chuẩn đoán nói. Linh vọng cảnh cường giả cầm đi di thể, bọn hắn không cách nào đuổi về. Linh vọng cảnh trên cơ bản là một cái phương bá chủ. Xem tại đây, hắc hỏa mà báo nhất tộc cường giả phát hiện chỉ vào mặt đất. Mặt đất rậm rạp chằng chịt nguyên một đám lỗ thủng lớn nhỏ chỉ có một tấc, như là vũ khí sắc bén lưu lại. Bên cạnh những lỗ thủng giờ nấy vài cái miếng xác ngoài tàn phiến của thị huyết kim giáp. Những cái xác ngoài này ở dưới mặt trời phát ra kim sắc sáng bóng chói mắt, cái kia giống như là đậu hũ bị cắt qua cực kỳ sáng bóng. Mọi người là hoảng sợ biến sắc, tuột cùng là loại lợi khí nào tự nhiên sắc bén như thế? Loại vũ khí này thật là bá đạo, rõ ràng có thể đơn giản phá vỡ xác ngoài của thị huyết kim giáp. Coi như là Đông Đại Lục đệ nhất cường giả bệ diệt cũng chỉ có thể bằng vào huyền khí tu vị quán miễn cưỡng ở chỗ yếu ớt của thị huyết kim giáp tạo thành tổn thương. Một loại vũ khí này trực tiếp gọt mở xác ngoài thị huyết kim giáp, nội tâm bọn hắn là rung động không thôi. Không biết tuột cùng là đại lão của thế lực nào ra tay đánh chết thị huyết kim giáp, đem thi thể thị huyết kim giáp lấy. Đem cái tàn phiến này cho ta, ta mang tới gặp tú hoàng bệ hạ. Trong đó lôi thú cường giả nói, từ trong tay hắc hỏa mà báo cường giả nhận lấy xác ngoài thị huyết kim giáp. Những cái cường giả kia lăng không mà bay hướng xa xa vút. Sau một lát, Diệp Thần bay đến trên không tinh điện. Thịt yêu hương cấp hồn thú bình thường cực kỳ chân quý, huống chỉ là linh vọng cảnh. Hơn nữa thị huyết kim giáp bên trong hồn thú thuộc về loại phi thường cao đẳng, trình độ chân quý là viễn siêu linh vọng cảnh hồn thú bình thường. Còn thị huyết kim giáp này lớn như vậy đủ để người Diệp Sa gia tộc một ít cao tầng tinh điện, những cái thiên tài tất cả ăn một chút. Sắc ngoài hồn thú cốt cách còn có hạch tâm kim loại là vô cùng giá trị, có thể giao dịch để cho địch hùng tạo ra linh bảo. Tin tức Nghiêm Hải tự nói với mình, mình có nên dùng tinh thần thủy tinh thông chi thế lực khác hay không? Cẩn thận cân nhắc, Diệp Thần xuất ra tinh thần thủy tinh, dùng thâu tin hóa nhật cải biến dung mạo thoáng qua, chuẩn bị đem hết thảy đến thông qua tinh thần chi thạch truyền tin. Đúng lúc này,
Tinh thần thủy tinh hiện lên nóng lánh, lộ ra thân ảnh là một lão giả tóc bạc trắng, dáng người thon gầy. Ta là chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Dương Hồng. Chấp pháp điện ba vị điện chủ đã điều tra rõ nguyên nhân gây ra hồn thú thú triều, muốn mời chư vị tới đế đô trung ương đế quốc thường thảo đối sách. Ba vị điện chủ, xin các vị đại xá quang lâm. Ở lúc đó, chấp pháp điện hy vọng thế lực khắp nơi ngừng chiến. Chấp pháp điện cùng các vị ở giữa ân oán cũng xóa bỏ. Hồn thú thú triều tiến tới chúng ta là sinh tử tồn vong, cả đoàn xin chư vị đồng lòng hợp sức cùng một chỗ qua cơn sóng dữ. Dương Hồng khét cười. Diệp Thần nhíu mày. Người chấp pháp điện rốt cuộc xuất hiện. Nghe khẩu khí Dương Hồng này giống như là biết một ít tin tức thiên nguyên cổ lục. Cái mời này cũng không phải là một lần hồng môn yến hay không? Diệp Thần đối với chấp pháp điện không có hảo cảm, nhất là thời điểm hồn thú thú triều tiến tới. Người chấp pháp điện nghĩ tới biện pháp phục giết đạn đại lăng, thật khó có thể để người ta không đề phòng. Chấp pháp điện đã có thành ý như vậy, vì cái gì mà bà cái vị điện chủ không hiện thân mà người phải truyền tới? Lôi thú nhất bạch thái thượng trưởng lão bị lôi chất vấn. Ba vị điện chủ là đang bế quan tu luyện trung kích thân hạch cảnh, không cách nào ra ngoài cùng chư vị tương kiến, kính xin chư vị thông cảm. Dương Hồng cười nhạt một tiếng, ánh mắt hiện lên một cái tia thần sắc ngạo nghễ. Thân hạch cảnh, chúng cường giả nội tâm rung minh. Chấp pháp điện ba vị đều đã bắt đầu trung kích thân hạch cảnh rồi sao? Người cầm quyền tất cả thế lực nội tâm khiếp sợ không thôi, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu như chấp pháp điện thoáng xuất hiện ba cái thần hải cảnh cường giả, các kia cách bọn toàn bộ Đông Đại Lục chỉ sợ biến đổi. Có ít người nhíu mày trầm tư. Hồn thú thú triều bộc phát thời gian dài như vậy, trước kia chấp pháp điện một mực không hành động, nhưng bây giờ đột nhiên triệu tập thế lực khắp nơi không biết mưu đồ gì. Có mấy người cầm quyền không khỏi có chút tâm động. Dùng thực lực hôm nay chấp pháp điện, hơn nữa chấp pháp điện điều tra rõ hồn thú thú triều hay không có thể mang theo phần đông thế lực chung một chỗ đem hồn thú khu trục ra ngoài. Diệp Thần nhíu mày thoáng qua biết rõ hồn thú thú triều là vì tình chủ tình huyện an bài. Ngoài trừ Đông Đại Lục, bà tòa đại lục đều là ở trong hồn thú thú triều tàn sát bừa bãi. Chấp pháp điện giờ bằng cái gì nói bọn hắn phát hiện ra nơi phát ra hồn thú thú triều, lần này triệu tập thế lực khác khẳng định âm mưu không cho ai biết. Trên mặt Dương Hồng thủy trùng mỉm cười thong dong bình tĩnh nói, dùng thực lực chấp pháp điện điện chủ ba vị, hơn nữa là trừ vị hiệp trợ nhất định có thể đem hồn thú thú triều bóp nát. Việc này không nên chậm trễ, chấp pháp điện ta ở trung ương đế quốc, đế đồ lặng chờ các vị đến đó. Thank you.